Tự do dân chủ tư sản kiểu phương Tây là gì? Ai thực sự được hưởng quyền này và vì sao một số người Việt mê muội? Chào mừng các bạn đến với Sử Việt Aret, nơi chúng ta cùng nhau nhìn lại và khám phá những góc khuất trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề đang gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm của không ít người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước, đó là tự do dân chủ kiểu phương Tây. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tự do dân chủ tư sản thật sự là gì? Ai thực sự được hưởng những quyền lợi của hệ thống này? Và quan trọng hơn, vì sao một số người Việt, đặc biệt là hội cờ vàng ba cọc lại coi đây là lý tưởng để tôn thờ? Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình khám phá cùng Sử Việt Aret nhé! Một tự do dân chủ tư sản là gì? Tự do dân chủ tư sản là một hệ thống chính trị và kinh tế do giai cấp tư sản, tầng lớp giàu có tài sản thiết lập và duy trì. Mô hình này ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và xã hội công nghiệp ở châu Âu, khi giai cấp tư sản trỗi dậy và dần thay thế tầng lớp quý tộc phong kiến để trở thành những người nắm quyền chi phối. Dân chủ tư sản thường đi kèm với các nguyên tắc như kinh tế thị trường tự do, nhà nước pháp quyền và dân chủ đại diện. Nhưng có một thực tế mà không phải ai cũng biết, quyền lợi thực sự của hệ thống này không hoàn toàn dành cho mọi người. Dù về mặt lý thuyết, ai cũng có thể tham gia, bầu cử và bày tỏ ý kiến, nhưng trên thực tế, quyền lực và lợi ích chủ yếu thuộc về những người giàu, có địa vị và quyền sở hữu tài sản lớn. Hệ thống dân chủ tư sản, qua thời gian, trở thành một công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, tầng lớp chi phối các nguồn lực và nền kinh tế xã hội. Các tầng lớp lao động hoặc người có thu nhập thấp dù có quyền tham gia bầu cử, nhưng tiếng nói của họ không bao giờ có sức nặng như những người giàu, các tập đoàn lớn hoặc các chính trị gia quyền lực. Hai, ai thực sự được hưởng quyền tự do dân chủ tư sản? Trong chế độ dân chủ tư sản, không phải tất cả mọi người đều có quyền và khả năng như nhau. Dưới đây là một số nhóm người thực sự hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống này. Nhóm thứ nhất, giai cấp tư sản, họ là những người có tài sản lớn, sở hữu các doanh nghiệp và nắm giữ quyền lực kinh tế. Với quyền lực tài chính trong tay, họ có thể dễ dàng ảnh hưởng đến chính trị thông qua tài trợ cho các đảng phái, vận động hành lang, hoặc thậm chí trực tiếp tham gia vào các vị trí quyền lực. Nhóm thứ hai, tầng lớp trung lưu, những người có thu nhập cao và sở hữu tài sản như nhà ở, đất đai cũng có lợi từ các chính sách tự do kinh tế và giáo dục. Họ thường có tiếng nói nhất định trong xã hội, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng và chi phối của tầng lớp tư sản lớn hơn. Nhóm thứ ba, các chính trị gia và người trong bộ máy chính quyền, họ được hưởng các đặc quyền nhờ vào sự hậu thuẫn của giai cấp tư sản và các tập đoàn lớn. Điều này giúp họ duy trì vị thế và quyền lực, và đổi lại họ bảo vệ lợi ích của những người ủng hộ họ. Nhóm thứ tư, các tổ chức và doanh nghiệp lớn, trong chế độ tư bản chủ nghĩa, các doanh nghiệp lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Họ có nguồn lực để định hình chính sách thông qua vận động hành lang và tài trợ chiến dịch. Như vậy, hệ thống dân chủ tư sản không mang lại quyền lợi và cơ hội công bằng cho mọi người. Những ai không có quyền lực kinh tế thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đòi hỏi quyền lợi của mình, và tiếng nói của họ dễ bị lấn át bởi sức mạnh kinh tế từ tầng lớp tư sản. 3. Vì sao một số người Việt, đặc biệt là hội cờ vàng ba que bị mê hoặc bởi tự do dân chủ tư sản? Có một số người, đặc biệt là những người ở hải ngoại, thường được gọi là ba que, luôn mơ tưởng và ủng hộ mô hình tự do dân chủ tư sản. Điều này đến từ nhiều nguyên nhân, và quan trọng nhất là các nguyên nhân sau. Thứ nhất, ảo tưởng về bình đẳng, họ bị thu hút bởi khẩu hiệu tự do, bình đẳng và công lý. Thế nhưng, họ không hiểu rõ bản chất của hệ thống này, khi mà quyền tự do và bình đẳng không phải là thứ được chia đều cho tất cả mọi người. Các quyền đó thực chất chỉ dành cho những người có đủ tiền và quyền lực để bảo vệ chúng. Thứ hai, niềm tin mù quáng vào sức mạnh kinh tế, họ nghĩ rằng kinh tế thị trường tư sản sẽ đem lại sự thịnh vượng cho mọi người. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng nền kinh tế này chỉ thực sự mang lại lợi ích cho các tập đoàn lớn và giai cấp tư sản, trong khi phần lớn lao động phải làm việc dưới điều kiện bất công. Thứ ba, nhiều người cảm thấy bất mãn với hệ thống chính trị tại quê hương và cho rằng tự do dân chủ tư sản sẽ giúp họ đạt được sự tự do tuyệt đối. Nhưng khi bước vào xã hội tư sản, nhiều người đã nhận ra rằng bất công và phân hóa giàu nghèo vẫn tồn tại ở mức độ cao, chỉ là họ đã không nhận ra từ trước. Thứ bốn, chịu ảnh hưởng từ truyền thông phương Tây, một số người ở nước ngoài bị truyền thông phương Tây tô vẽ về tự do dân chủ tư sản như một mô hình lý tưởng. Tuy nhiên, ít ai nói về những mặt trái và sự bất bình đẳng thực sự tồn tại trong hệ thống này. Tất cả những yếu tố trên đã tạo ra sự mê hoặc,
khiến một số người tin tưởng và cổ vũ cho mô hình dân chủ tư sản mà không hiểu rõ sự thực đằng sau. Thực chất truyền thông phương Tây đã nói đúng nhưng không nói hết. Cái đúng ở đây là họ chỉ nói về vẻ đẹp của tự do dân chủ. Cái chưa nói hết ở đây là ai được hưởng điều đó. Nhà nước Việt Nam Cộng sản hiện nay luôn tôn trọng ước muốn của mỗi người. Các anh chị chống cộng ở hải ngoại, các anh chị là Tây, tàu nội địa, nếu không thích chế độ Việt Cộng một đảng Cộng sản lãnh đạo thì cứ rời đi, nhà nước đâu có cấm. Ai thích đa đảng thì chuyển sang nước đa đảng ở, ai thích tự do dân chủ phương Tây thì sang nước tự do dân chủ phương Tây ở. Chỉ mong các bạn hãy để những người Việt trong nước chúng tôi yên bình. Ngày chúng tôi đi làm, tan làm thì đi chơi, đi nhậu. Chúng tôi có được dân chủ tự do hay không thì mặc kệ chúng tôi, không cần anh em ba quê hải ngoại và Tây nội địa đấu tranh dùng. Thưa các bạn, trong khi chúng ta đều mong muốn một xã hội công bằng, nơi mà mọi người có quyền lợi và tiếng nói bình đẳng, thì thực tế của hệ thống dân chủ tư sản lại không như những gì mà một số người tưởng tượng. Thay vì bị cuốn vào những giấc mơ mù quáng, chúng ta cần nhìn nhận thực tế, hiểu rõ bản chất của từng hệ thống và hành động để tạo ra một xã hội tốt đẹp, công bằng cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, quyền lực. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên bấm like, bình luận chia sẻ và đăng ký kênh Sử Việt Address để tiếp tục theo dõi những bài học lịch sử thú vị và bổ ích. Hãy cùng nhau lan tỏa tri thức và nâng cao hiểu biết, vì một Việt Nam vững mạnh, đầy đủ tri thức và ý chí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.